ngày 16 tháng 5, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại trường Cao đẳng Sơn La và trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La chuẩn bị cho việc thực hiện đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiện toàn sắp xếp các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong những năm qua, trường Cao đẳng Sơn La nói riêng và các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung đã đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa được quy hoạch đồng bộ, còn phân tán, còn trông chéo, trùng lóc về chức năng nhiệm vụ, mã ngành đào tạo. Trước yêu cầu thực tiễn, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký ban hành đề án kiện toàn sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm trường cao đẳng Sơn La, trường trung cấp luật Tây Bắc, trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Sơn La. Để đề án sớm được triển khai, qua khảo sát thực tế tại trường cao đẳng sơn la và trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch sơn la đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành và hai trường khẩn trương tiến hành rà soát cơ sở vật chất trang thiết bị tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp đáp ứng nhu cầu giảng dạy sau sắp nhập sớm xây dựng phương án sắp xếp bố trí cán bộ viên chức người học tài sản cơ sở vật chất trang thiết bị và trụ sở các đơn vị sắp nhập